Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục ôn tập toán nâng cao lớp 3 cuối tuần 9. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau củng cố lại về bảng đơn vị đo độ dài, cách tính có kèm theo đơn vị đo độ dài. Chúng ta sẽ cùng nhau củng cố về góc vuông và góc không vuông. Và tiếp tục ôn về tính độ dài đường gấp khúc và giải toán có liên quan đến đơn vị đo độ dài. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết nội dung của từng bài tập một. Bài 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Trước khi làm bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bảng đơn vị đo độ dài. Bảng đơn vị đo độ dài từ lớn tới bé mà chúng ta được học, lớn nhất đó là km. Tiếp đến là hectomet, rồi đến decamet, rồi đến mét, tiếp theo là đến decimet, centimet và milimet. Trong bảng đơn vị đo độ dài này thì mỗi đơn vị đo liền kề hơn kém nhau 10 lần. Bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào giải quyết nội dung của bài tập. 4 đề ca mét đổi ra mét. 1 đề ca mét thì bằng 10 mét vì hai đơn vị này đo liền kề. Do đó 4 đề ca mét sẽ bằng 40 mét. 4 đề ca mét sẽ bằng 40 mét. Tiếp theo, 1 hectomet đổi ra đề ca mét sẽ bằng 10 đề ca mét. Do đó 9 hectomet đổi ra đề ca mét sẽ bằng 90 đề ca mét. 1 km thì bằng 10 hectomet. Do đó 4 km sẽ bằng 40 hectomet. 1 hectomet thì bằng 10 đề ca mét. Do đó 40 hectomet sẽ bằng 400 đề ca mét. Ngoài cách làm này thì chúng ta còn cách làm thứ hai. 4 là đây là 4 km. Khi đổi ra đề ca mét thì chúng ta thấy 4 km thì bằng 10 hect, 1 hect km thì bằng 10 hectomet, thì ta thêm một con chữ số 0. Rồi đổi ra đề ca mét chúng ta lại thêm tiếp một con chữ số 0 nữa. Như vậy là 4 km khi đổi ra đề ca mét sẽ bằng 400 đề ca mét. Tiếp theo, 3 hectomet đổi ra mét. 1 hectomet thì bằng 100 mét. Do đó 3 hectomet sẽ bằng 300 mét. Ta đổi hectomet ra đề ca mét. 1 hectomet thì bằng 10 đề ca mét. 2 hectomet thì sẽ bằng 20 đề ca mét. Thêm 8 đề ca mét nữa. Và cộng thêm 8 nữa là 28 đề ca mét. Bảy decimet đổi ra centimet. 1 decimet bằng 10 centimet. 7 decimet sẽ bằng 70 centimet. Đổi ra milimet thì 1 centimet bằng 10 milimet. Do đó 70 centimet đổi ra centimet sẽ bằng 700 milimet. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau ôn tập về bảng đơn vị đo độ dài. Các bạn cần nhớ và học thuộc bảng đơn vị đo độ dài để thuận tiện cho các bạn sau này trong công việc tính toán và đổi đơn vị đo của mình. Bài 2, tính 10 đề ca mét cộng 25 đề ca mét.
Đây là phép tính cộng có kèm đơn vị đo độ dài. Thì chúng ta thực hiện phép tính cộng, sau đó ghi đơn vị đo độ dài vào. 0 cộng 5 bằng 5, 1 cộng 2 bằng 3. Như vậy ta được là 35. Ghi đơn vị đo là decamet. Tiếp theo, 85 km trừ 24 km, 5 trừ 4 bằng 1, 8 trừ 2 bằng 6. Đơn vị là km. Mười lăm decimet nhân 5. Ta thực hiện phép tính 5 nhân 5 bằng 25. Viết 5 nhớ 2. 5 nhân 1 bằng 5 thêm 2 bằng 7. Viết 7 nha. Đơn vị ở đây là decimet, thì chúng ta ghi vào đây là decimet. Tiếp theo, 48 hectomet chia cho 6. 48 chia cho 6 được 8. Đơn vị ở đây là hectomet, chúng ta ghi vào đây là hectomet. 88 mét chia cho 2, 8 chia 2 được 4. 8 chia 2 được 4. Đơn vị đây là mét. 20 cm nhân 4. 4 nhân 0 bằng 0. 4 nhân 2 bằng 8. Đơn vị là cm. Như vậy ta đã làm xong bài tập số 2, thực hiện tính toán có kèm theo đơn vị đo. Bài 3. Bìa quyển sách toán lớp 3 có dạng hình gì? Thì bìa quyển sách toán lớp 3 có dạng hình chữ nhật, chúng ta sẽ trả lời. Thứ nhất ta đã trả lời là bìa quyển sách toán 3 có dạng hình chữ nhật. Hình đó có mấy góc vuông? Ta trả lời là hình đó có 4 góc vuông. Viên gạch men có dạng hình gì? Hình đó có mấy góc vuông? Chúng ta trả lời là viên gạch men có dạng hình vuông. Hình đó có 4 góc vuông. Ý C, hãy dùng eke vẽ một góc vuông đỉnh O. Để làm được bài tập này, trước tiên chúng ta lấy một điểm O. Sau đó các bạn dùng thước vẽ một đường kẻ từ điểm O kéo dài. Bước 2, chúng ta sẽ dùng eke đặt cạnh của eke trùng với đoạn thẳng mà chúng ta vừa vẽ và đỉnh của eke trùng với điểm O mà chúng ta
vừa đánh dấu. Sau khi đặt xong, chúng ta vẽ tiếp một đoạn thẳng nữa. Chúng ta sẽ được một góc vuông. Góc vuông này, đây chính là góc vuông đỉnh O. Ta có thể đặt tên cho cạnh này là OA, OB. Bài 4. Tính độ dài đường gấp khúc sau. Độ dài đường gấp khúc này gồm 3 đoạn. Đoạn AB dài 20 hectometer, đoạn BC dài 26 hectometer và đoạn CD dài 32 hectometer. Do đó, chúng ta nhớ lại cách làm bài toán dạng tính độ dài đường gấp khúc thì ta sẽ tính tổng độ dài các đoạn thẳng đó. Bây giờ ta trả lời như sau. Độ dài đường gấp khúc ABCD là ta lấy tổng độ dài các đoạn thẳng. Độ dài AB là 20 hectometer cộng với độ dài BC là 26 hectometer và cộng độ dài đoạn thẳng CD là 32 hectometer. 0 cộng 6 cộng 2 bằng 8. 2 cộng 2 bằng 4. 4 cộng 3 bằng 7 bằng 78, đơn vị là hectometer. Ta viết hectometer ở trong ngoặc đơn và ghi đáp số 78 hectometer. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi tính độ dài đường gấp khúc. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 5. Sợi dây thứ nhất dài 7 hectomet. Sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 5 đề ca mét. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu đề ca mét? Ở bài tập này thì chúng ta thấy rằng là có hai đơn vị đo khác nhau, ở đây là hectomet, đây là đề ca mét, và người ta hỏi thì hỏi là sợi dây thứ hai dài bao nhiêu đề ca mét. Do đó, trước khi làm bài tập này chúng ta phải đổi đơn vị này ra đề ca mét. Chúng ta sẽ làm bài như sau. Đầu tiên đổi bảy hectomet bằng 70 đề ca mét. Bây giờ ta trả lời tiếp. Sợi dây thứ hai dài số đề ca mét là các bạn có thể trả lời là sợi dây thứ hai dài là cũng được. Vì sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 5 đề ca mét. Do đó chúng ta sẽ thực hiện, đây chính là dạng toán nhiều hơn. Cho nên chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ lấy sợi dây thứ nhất là 70, vì sợi dây thứ nhất là dài 70 đề ca mét. Sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 5 đề ca mét. Dài hơn thì chúng ta sẽ làm tính cộng. 70 cộng 5 sẽ bằng
75. Đơn vị là đề ca mét, ta viết ở trong ngoặc đơn. Và bây giờ ta ghi đáp số là 75 đề ca mét. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Thân ái, chào các em.